The motto is Eskunen you yesterday's talk, today's topic is. So when you practice meditation without the understanding the clear purpose of the meditation, without the clear understanding of the meditation technique, what can happen to your practice? The Buddha explained. Hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2024 tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, Ngài Thiền sư Trung Pin, tức Ngài Ujjatila giảng Pháp. Thì hôm nay Ngài tiếp tục bài giảng ngày hôm qua. Thì hôm nay Ngài sẽ nói về khi hành thiền, nếu mà chúng ta không có hiểu rõ cái mục đích của việc hành thiền, không nắm rõ cái cách thức, cái kỹ thuật hành thiền, thì điều gì sẽ xảy ra? Thì Ngài sẽ nói về những điều mà Đức Phật đã nói đối với vấn đề này. The Buddha gave this talk Sutta named Sura Sutta. Sura means a cook. He gave the example as a cook. So in the Pali, in the original Pali, right? Sirabi Begawe Palo Abyado Aguzalo Duro Radhananwa Radha Mamadanwa Nanesyehi Dubehi Visubadido Ada Ambi Legi Ambi Legi Hibi Deda Legi Deda Kaglihibi Kadugagrihibi Madu Raghibi Karigehibi Akarigehibi Loni gehibi, aloni gehibi. Tago do bigawe, palo abiado. Agudro duro dagada, badu, nimeda, na agonadi. Irawame eza, badu, tubeyan, hosedi. Imada wabi, haradi. Imada wabhon kanadi. Imada wawanan badri. Amilagawame eza tatu dubeya hosadi. I saw. The Buddha gave an example, a cook. He is a cook for the king or the royal minister, right? He is a cook for the king in the bath, right? There is a king in the bath, there is no government. The king is the ruler of the country, right? So the king is the ruler of the country. So that's why the Buddha gave the cook for the king and his the royal ministers. The cook made a lot of effort, spent a lot of time cooking the many kind of food. Many kind of the food for the kings, for the ministers. But even though he spent a lot of time, he cooked many kind of the food, but the things are, he's kind of foolish, incompetent, and skillful. Even though he spent a lot of time, he cooked many kind of the food for the king and ministers, but when the king eat, when the minister eat the food, he doesn't know how to observe. He doesn't know what they like to eat, what they don't want to eat. He just cook blindly. He just cook the food blindly, spend a lot of time, cooking many kind of the food. But when they are eating time, he doesn't know how to observe what they can eat, who like to eat this kind of food. He doesn't like to eat the other food, right? So, even though he got a lot of food, many kind of food, the game ministers are not satisfied, not enjoying with the cooking, with his cooking, right? The game ministers are not enjoying with the head of the cooking, with the head of food. So then, when they are
So not enjoying, of course. So they give the this is the foolish incompetent and skillful cook that does not care of the glory which born us. Right? For what reason? Because so he is the foolish incompetent and skillful cook does not pick up the sign of the his the own king minister preferences. Kinh người đầu bếp và tương ưng bộ kinh. Thì trong bài kinh này nói về một người đầu bếp cho vua và quan. Thì ngày xưa không có chính phủ mà có triều đình đứng đầu là nhà vua. Thì người đầu bếp này đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều để mà nấu thức ăn cho vua và quan. Thế nhưng mà vị này ngu ngốc, khờ khạo, không có khéo léo, không có giỏi, cho nên là chỉ nấu một cách mù quáng, còn không có quan sát xem là các quan và vua thì khi ăn thì thích ăn món nào, không thích ăn món nào. Thế cho nên là vị này mặc dù nấu nhiều món ăn cho vua và các quan, nhưng mà vua và các quan không thích những cái món ăn và mà vị này nấu, bởi vì là vị này không nhận ra được cái ý thích của vua và quan. The Buddha said, so too, bhikkhus, some bhikkhus are here. They practice the four foundation mindfulness, right? Observing their kaya, observing their vedana, observing their mind, observing their dhamma, right? They practice the four foundation of mindfulness, siddhi, walking, daily mindfulness. So they are practicing, right? Observing their kaya, vedana, siddha, dhamma. They make a lot of effort. They make a lot of effort practicing the four foundation of mindfulness, sit 1 hour, 2 hour, 3 hour, maybe sometimes 5 hour. Sometimes do walking meditation, sometimes do not do walking meditation, right? Even the, when they do walking meditation, they are not very sure what to do, how to do, right? But they spend a lot of time in meditation, sit many hours. So even though this yogi observing that the four foundation of mindfulness, kaya, vedana, siddha, dhamma, but his mind does not become concentrated. His karavichyas are not abandoned. His kilesas are not abandoned. He does not pick up their signs. The foolish, incompetent, and skillful yogis does not gain blessing to living in this very life. He does gain mindfulness, kaliya gumrihanshim. So he does not gain the present dwelling in this life, nor does he gain mindfulness. He does not also gain the mindfulness, clear comprehension. Meaning that there, he cannot, even though the yogi practice for many years, cannot live peacefully. Or no mindfulness, no clear comprehension of the Namarupa phenomena, right, and passing away. Even though the yogi sit 2 hours, 3 hours, 5 hours, get that no mindful, angry as usual, like confusing as usual, like suffering as usual, even the samurai become very proud, became the mana, right? So he doesn't know what is a kilesa, what is a no kilesa. So that's why the Buddha said, like the cook. The cook, he spent a lot of time cooking many kind of their food, but he doesn't know how to observe what they like to eat, what they do not like to eat. So the game, his ministers are not really enjoying his cooking, so he does not gain any benefits of the money or bonnet. So do these bhikkhu yogis spend a lot of time. So even though
The Bhikkhu Yogi is one Lord of Rang doesn't know no Hondu. Made their judgment Hondu pride. That's why he became not concentrated. Karevjengil is not abandoned. He does not become their sign because he is foolish, incompetent, and skillful. That's why he does not cannot live that peacefully in this life. Or does not he does not he doesn't have the mindfulness either. He does not have the inside knowledge, Arya knowledge, clear comprehension. For what reason? Because the bhikkhus are foolish and incompetent and skillful, does not pick up the sign of his own mind. Bởi vì người đầu bếp thì không nhận ra được cái sở thích của vua, không biết vua và quan thích ăn món nào, không thích ăn món nào. Cho nên là cuối cùng vị này không nhận được những cái phần thưởng. Thì tương tự như thế, khi mà thiền sinh hành thiền, thì mặc dù là thiền tứ niệm xứ, thì cũng thiền ngồi, thiền đi, nhưng mà mặc dù là cố gắng nỗ lực rất là nhiều, ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, rồi thiền đi, thì có lúc hành thiền đi, có lúc không hành thiền đi. Khi thiền đi cũng không biết rõ là mình nên làm gì, nên làm như thế nào. Như vậy hành thiền nhiều giờ, ngồi nhiều giờ, thế nhưng mà không có được định tâm, tâm không định tĩnh và cũng không biết. Bây giờ là phiền não không được loại trừ, cũng không biết. Tức là các cái vị này là khờ khạo, không kinh nghiệm, không tinh tế khi thực hành theo dõi, quan sát trong thân và tâm để mà loại trừ tham ái và sân hận trong đời. Và chính vì vậy, tức là ô nhiễm vẫn chưa được loại trừ, nhưng mà vị này vẫn không nhận ra. Do vậy vị này không có được cái cuộc sống an vui ngay bây giờ và tại đây, cũng không phát triển được sức quan sát, tức là chánh niệm và tỉnh giác. Vì sao vậy? Bởi vì là vị tỳ khưu khờ khạo, không kinh nghiệm, không tinh tế, không để ý hay biết tâm của mình. Cho nên là khi mà hành thiền thì Đức Phật cũng nói vị này cũng giống như là vị đầu bếp, do không biết được ý thích của vua, không biết vua thích cái gì, không thích cái gì. Cho nên là cuối cùng là không nấu được cái món ăn đúng ý của vua, cho nên là không nhận được phần thưởng. Thì các thiền sinh khi hành thiền cũng vậy, khi mà mình không biết được các cái không biết rõ cái tâm của mình, không biết rõ tâm định tĩnh hay không, hay phiền não có loại trừ được hay không, không biết đánh giá. Như vậy phiền não được loại trừ hay không cũng không biết, rồi là không có được, không phát triển được chánh niệm tỉnh giác, bởi vì là khờ khạo, không kinh nghiệm và không tinh tế, không để ý hay biết tâm của mình. Then the Buddha gave the another talk, the sutta named Alagadubama Sutta. The Buddha gave the example how to catch the snake, simile of the snake. If you are not skillful, so when you catch the snake, so the snake will bite you back, you will be suffer, right? So because of the Buddha gave this talk at the Jetavana monastery, right, Savatthi. So on that occasion, pernicious view had arise in the bhikkhu name Areta, formerly of the Bhocha Kila. This, as I understand the Dhamma taught by the Buddha, those things called obstruction by the Buddha are not able to obstruct one who engage in them. Several bhikkhu having heard about this, the bhikkhu Areta's view, when do the bhikkhu Areta ask him, friend Areta, it is true that
such a panacea view has arisen in you. Exactly so, friend. As I understand the Dhamma taught by the Buddha, those things called obstruction by the Buddha are not even to obstruct one who engages them. Then the Bhikkhu desire to detach him from that panacea view. Desire means that they want him to free from this view. It is not the Buddha teaching. Press and question, cross question him, that's from Adeda. Do not say so. Do not misrepresent the Buddha's teachings. It is not good to represent the Buddha's teachings. The Buddha will not speak this. For many teachings, the Buddha stated how obstruction things are obstructions. How they are able to obstruct one who engage in them. The Blessed One stated how sensual pleasure provide little gratification, much suffering, and much despair, how great is the danger in them. And the Buddha gave them many examples, and the bhikkhu went into free Adeda bhikkhu from this kind of their misunderstanding. But they cannot persuade him. He also believed his view strongly. This is exactly the Buddha teaching this way. Tiếp theo Ngài giảng về kinh ẩn dụ về con rắn trong Trung Bộ Kinh Alagya Dupama Sutta. Thì là trong kinh này thì nói về nếu mà khi mà mình bắt con rắn là nếu mà mình không khéo léo thì bị rắn nó cắn, như vậy mình phải chịu khổ. Tôi nghe như vậy, thổ nộ Đức Phật trú trong vườn Jetavana của ông Anathapindika tại thành Savatthi. Lúc ấy Tỳ khưu Aritha, trước kia là người giết Kenken, suy nghĩ sai lầm rằng dựa theo lời Đức Phật dạy, ta hiểu rằng khi một người thực hành theo các pháp mà Đức Phật cho là chướng ngại pháp, quả chẳng có chướng ngại hiểm nguy nào cho người đó cả. Biết vậy, một số chư tăng đến hỏi vị tỳ khưu này: Này sư Aritha, có phải sư đã suy nghĩ như thế không? Đúng vậy, tôi nghĩ rằng những gì Đức Phật cho là chướng ngại hiểm nguy, quả chẳng đem đến chướng ngại hiểm nguy cho người làm việc đó. Nghe vậy, các tỳ khưu nói rằng: Đừng nói vậy, sư Aritha, đừng có diễn dịch sai lầm lời Đức Phật dạy. Đức Phật không hề nói như thế. Đức Phật nói đến những chướng ngại pháp trong nhiều bài giảng, rằng những ai hành theo chướng ngại pháp sẽ tự gây ra chướng ngại cho chính mình. Ngài từng nói rằng hạnh phúc trần gian, vui ít khổ nhiều, tự chúng đem đến lắm buồn phiền và đầy nguy hiểm. Và ở đây đoạn này thì là đưa ra nhiều cái ví dụ về hạnh phúc trần gian, về sự nguy hiểm của hạnh phúc trần gian. Bây giờ dù các cái tỳ khưu đã vận hỏi, giải thích nhiều cách, nhưng tỳ khưu Aritha vẫn cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, cho rằng là những cái điều Đức Phật dạy là đúng như mình hiểu, mình hiểu đúng những cái lời Đức Phật dạy. Since the bhikkhus were unable to detach him from that panacea view, then they went to see the Buddha. Then they reported to the Buddha about his panacea views. Then the Buddha said, call him to see me. Then the bhikkhu called him to see the Buddha. Then he sat down to one side. Then the Buddha asked Adeda, it is the truth that following panacea view has arisen in you as I understand the Dhamma taught by the one. Those things are called obstruction by the Buddha are not able to obstruct one who engage in them.
Exactly so, whenever sir, as I understood the Dhamma taught by the Buddha, these things are called obstruction by the Buddha are not able to obstruct one who engage in them. Misguidement, to who have you ever known me to teach this Dhamma in that way? Misguidement, and many teachings are, so many teachings that I had not stayed home, obstruct things are obstruct shames, how they are able to obstruct one who engage in them. I am the state home, sensual pleasure, I provide little gratification, much suffering, much despair, hungry is the danger in them. So even I give them the similar with the skeletons, with the similar of the piece of the meat, so on, right? So I have stayed home, sensual pleasure, provide the little gratification, much suffering, much despair. Hungry is danger in them, but you misguidement. So have the misrepresented as by your wrong grasp, and enjoy yourself, store up much demerit. For this will lead to your harm and suffering for a long time. For your misunderstanding. Vì không thể giúp vị tỳ kheo Aritha loại bỏ cái thấy sai của mình, nên các tỳ kheo trình lên Đức Phật và Đức Phật cho gọi vị tỳ kheo này đến. Đức Phật hỏi rằng: Này Aritha, có phải ông suy nghĩ sai lầm rằng dựa theo lời Đức Phật dạy, ta hiểu rằng khi một người hành theo các pháp mà Đức Phật cho là chướng ngại, quả chẳng có chướng ngại hiểm nguy nào cho người đó cả. Có phải ông suy nghĩ như thế không? Thưa đúng, dựa theo lời Đức Phật dạy, tôi hiểu rằng khi một người hành theo các pháp mà Đức Phật cho là chướng ngại, quả chẳng có chướng ngại hiểm nguy nào cho người đó cả. Này kẻ khờ khạo, do đâu mà ông cho rằng ta dạy giáo pháp như vậy? Ta đã từng nói đến những chướng ngại pháp trong nhiều bài giảng, rằng những ai hành theo chướng ngại pháp sẽ tự gây ra chướng ngại cho chính mình. Ta từng nói rằng hạnh phúc trần gian vui ít khổ nhiều, tự chúng đem đến lắm buồn phiền và đầy hiểm nguy. Ta ví hạnh phúc trần gian như bộ xương, như miếng thịt. Và ở đây Đức Phật tiếp tục đưa ra một số ví dụ khác nữa. Rồi Đức Phật nói tiếp: Này kẻ khờ khạo, không những ông diễn dịch sai lầm lời ta dạy, ông còn khăng khăng bám chặt, không từ bỏ cái sự thấy sai của mình. Làm vậy là ông tự hại mình, tạo ra lắm ác nghiệp, đem đến nhiều đau khổ cho ông về sau. Then the Buddha addressed Bhikkhu this. Bhikkhu, what do you think? Has this Bhikkhu Aritha, formerly of the Vajukhila, kinda even a speck of the wisdom in the Dhamma or discipline? How go he, Vanevesa, no Vanevesa? Và Đức Phật hỏi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông nghĩ sao? Sư Aritha trước kia làm nghề giết kiên kên, có chút trí tuệ, hiểu biết kinh và luật nào không vậy? Dạ không, chẳng hề có chút nào cả. When this was said, the Bhikkhu Aritha, formerly of the Vajukhila, sat silent, dismayed, with the shura dropping him head down, clam and without response. Then knowing this, the Buddha do him, misguidement, you will be recognized by your own initial view, answer question the Bhikkhu on this matter. Then the Buddha addressed the Bhikkhu, the Bhikkhus, do you understand the Dhamma taught by me? As the Bhikkhu Aritha, formerly of the Vajukhila, does, when he misrepresented as by his the wrong grasp, enjoy himself, store up much demerit. No, Vanevesa,
many teachings are, the Buddha stated how obstructive things are obstructions, how they are able to obstruct one who engage in them. The Buddha has stated how sensual pleasure provide little gratification, much suffering, much despair, and how great is the danger in them. Even with the similar of the circular dams, with the similar of the snake head, the Blessed One stated how great is the danger in them. Then the Buddha said, good bhikkhus, it is good you understand the Dhamma, right? So correctly, then bhikkhus, you can engage in the such, the one who can engage such a pleasure without the sensual desire, without the passage of the sensual desire, without the thought of the sensual desire, it is impossible. Nghe vậy, Tỳ Khưu Aritha im lặng, thất vọng, cụp vai, cúi đầu ủ rũ, chẳng nói tiếng nào. Thấy vậy, Đức Phật nói với vị này rằng, này kẻ khờ khạo, rồi đây mọi người sẽ biết đến ông như một người thấy sai, tức là có tà kiến. Ta sẽ làm rõ việc này với các tỳ khưu. Rồi Ngài hỏi, này các tỳ khưu, các ông có hiểu giáo pháp mà ta giảng theo cách mà tỳ khưu Aritha trước kia làm nghề giết kên kên hiểu không? Có phải vì khăng khăng chấp vào với sự thấy sai của mình mà vị này diễn giải sai lầm giáo pháp của ta, và do vậy người này tự hại mình và tạo ra lắm ác nghiệp? Thưa Ngài, chúng con không hiểu giáo pháp Ngài giảng như cách sư Aritha hiểu. Trong nhiều bài giảng, Đức Phật nói rằng những ai hành theo chứng ngại pháp sẽ gây ra chứng ngại cho chính mình. Ngài từng nói rằng hạnh phúc trần gian vui ít khổ nhiều, tự chúng đem đến lắm buồn phiền và đầy hiểm nguy. Ngài ví hạnh phúc trần gian như bộ xương, như miếng thịt. Và Đức Phật nói tiếp một số ví dụ khác. Rồi Đức Phật nói tiếp, ta ví hạnh phúc trần gian như bộ xương, như đầu con rắn. Qua đó ta chỉ ra rằng hạnh phúc trong đời vui ít khổ nhiều, tự chúng đem đến lắm buồn phiền và đầy hiểm nguy. Nhưng tỳ khưu Aritha diễn dịch sai lầm lời ta dạy, khăng khăng không từ bỏ với sự thấy sai của mình. Do vậy kẻ khờ khạo này tự hại mình và tạo lắm ác nghiệp, đem đến nhiều đau khổ cho mình về sau. Này các tỳ khưu, không thể có chuyện một người hưởng hạnh phúc trần gian mà không khởi lòng tham muốn dục lạc, không tưởng đến dục lạc, không nghĩ đến dục lạc. Điều này không thể xảy ra. Then the Buddha gave the dog Lagadubama, the similar of the snake. Here, bhikkhus, some miscreant, learn the Dhamma, the Buddha teaching, right? Painikaya, right? Here called, this called stanza, exposition, passes, examination, right? Sayings, past story, marvels, answer to questions, they all are called the Buddha teaching, and nowadays we recall as the Painikaya, right? Tripitaka. Bhikkhu Sammiskaidaman learned the Dhamma, right? They're in the Painikayas, Tripitakas. But having learned the Dhamma, they do not examine the meaning of this is the Dhamma with their own wisdom. Not the examine the meaning of this is the teaching with their wisdom. They do not gain reflective acceptance of them. Instead, they learn the Dhamma only for sake of the criticizing others and for winning in debate. And they do not experience
the good for the sake of the which they learn the Dhamma. These decisions are being wrongly grasped by them, conduced to their harm and suffering for a long time. Suppose a man needing snake, seeking snake, wandering in search of the snake, saw a large snake and grasped its there coins or it is tail. It would turn back on him, bite his hand or his arms or one his of the limbs. And because of the that he can't do death or daily suffering. Why is that? Because of the hit of the wrong grasp of the snake. So too, he has some of the misguided men learning the Dhamma. So they are learning the Dhamma, they do not examine the meaning of this teaching with the wisdom. No examining the meaning of this teaching with the wisdom, they do not gain the reflected acceptance of them. Instead, they learn the Dhamma only for the sake of the criticism others and for their winning in debate. And they do not experience the good for the sake of the which they learn the Dhamma. These teachings being wrongly grasped by them, conduced they are him suffering for a long time. Tiếp theo thì Đức Phật đưa ra cái ẩn dụ về con rắn. Này các tỳ khưu, có những kẻ khờ khạo học pháp, học kinh điển, học các vần kệ, chú giải, các câu kệ, tán thán, câu nói, chuyện tiền sinh và trả lời các câu hỏi. Thì bây giờ tất cả những cái này được gom vào năm bộ Nikaya hay là Tam Tạng. Để dù học pháp, họ chẳng tìm tòi ý nghĩa của các lời này qua trí tuệ, chẳng biết quán tưởng đến những điều đã học. Họ học chỉ để chỉ trích người khác và thắng trong tranh luận, mà chẳng kinh nghiệm được những gì tốt đẹp từ cái đã học. Vì hiểu sai, họ sẽ tạo ra những hậu quả xấu làm họ đau khổ trong suốt thời gian dài. Vì sao? Vì họ bám chặt vào sự thấy sai của mình. Ví như có người muốn có con rắn, người này tìm kiếm rắn, thấy con rắn lớn và tóm lấy thân hay đuôi của nó. Nó quay lại cắn tay, bắp tay hay chân người này, và vì thế người này sẽ chết hay đau khổ gần chết. Vì sao? Vì người này bắt rắn không đúng cách. Tương tự như thế, người khờ khạo học kinh điển, các vần kệ, chú giải, các câu kệ, tán thán, câu nói, chuyện tiền sinh và các câu hỏi, nhưng họ chẳng tìm tòi ý nghĩa của các lời này qua trí tuệ, chẳng biết quán tưởng những điều đã học. Họ học chỉ để chỉ trích người khác và thắng trong tranh luận, mà chẳng kinh nghiệm được những gì tốt đẹp từ cái đã học. Vì hiểu sai, vì thấy sai này sẽ đưa đến những hậu quả, sẽ đưa đến những hậu quả xấu làm họ đau khổ trong suốt thời gian dài. Then the Buddha said, here bhikkhus, some bhikkhus, bhikkhunis, upadaka upadaka, they learn their dhamma, the Buddha teachings. Having learned their dhamma, they examine the meaning of these teachings with the wisdom. Examine the meaning of this teaching with the wisdom, they gain reflective acceptance of them. They do not learn the Dhamma for the sake of the crediting others, for winning in debate. They experience the good for the sake of the day which they learn the Dhamma. This teaching being highly grasped by them, conduced to their welfare and happiness for a long time. Suppose bhikkhus, a man needing snake or seeking snake, wandering in search of a snake. So then when they see the snake, they catch the snake properly. The snake will not bite back because they know how to catch properly. That's why they will not suffer.
Why is that? Because they know how to catch. In the same way, when the bhikkhu know how to use the Dhamma, this Dhamma teach him, so conduce to their welfare and happiness for a long time. Therefore, bhikkhus, when you understand that this meaning of the statement, remember it accordingly. And when you do not understand the meaning of the statement, then ask either me about it, those bhikkhu who are wise. Này các tỳ khưu, có những người học pháp, học kinh, học các vần kệ, chú giải, các câu kệ tán thán, câu nói, chuyện tiền sinh và trả lời các câu hỏi. Khi học pháp, họ tìm tòi ý nghĩa của các lời này qua trí tuệ, quán tưởng những điều đã học để có sự hiểu biết đúng đắn. Họ học không phải để chỉ trích người khác và thắng trong tranh luận. Do vậy, họ kinh nghiệm được những điều tốt đẹp từ cái đã học. Nhờ hiểu biết rõ ràng các pháp, họ có được lợi lạc và hạnh phúc trong suốt thời gian dài. Vì sao? Vì họ hiểu đúng các pháp. Ví như có người muốn có con rắn, người này tìm kiếm rắn, thấy con rắn lớn và dùng cây kẹp lấy nó. Sau đó người này tóm lấy đầu của nó đúng cách, dù nó có quấn lấy tay, bắp tay hay chân người này sẽ không chết hay đau khổ gần chết. Vì sao? Vì người này bắt rắn đúng cách. Tương tự như thế, có những người học kinh điển và biết cách học tìm tòi ý nghĩa của các lời này, học không phải để chỉ trích người khác và thắng tranh luận. Do vậy họ kinh nghiệm được những điều tốt đẹp, và nhờ hiểu đúng đắn các pháp, họ có được lợi lạc và hạnh phúc trong suốt thời gian dài. Khi hiểu đúng ý nghĩa các pháp, tỳ khưu sẽ nhớ nằm lòng các pháp. Nếu có phần nào không rõ, hãy hỏi Như Lai hay các tỳ khưu thông thạo giáo pháp. The Buddha gave the simile of the rapt bhikkhus. And shall I show you how the Dhamma is similar to the rapt, being for the purpose of the crossing over, not for the purpose of the grasping. Listen again closely to what I shall say. Yes, Benevesa. Bhikkhu replied, the Buddha said, bhikkhus, suppose a man in the course of the journey saw great expanse of water. Those near shore were dangerous and fearful, and those farther shore were safe and free from fear. But there was no carry boat, bridge, going on that far shore. Then he thought, there is this great expanse of water, those near shore is dangerous and fearful, those far shore is the safe and free from the fear. But there is no carry boat, bridge, going to the far shore. Suppose I gather the grass, twigs, branches, and leaves, and bind them together into raft, supported by the raft, and making an effort with his hands, feet, he goes safely across to their far shore. And then the men collected grapes, twigs, branches, and leaves, bound them together into raft, supported by the raft, make an effort, his hands, feet, he got safely across to the far shore. Then, when he got across and had arrived in the far shore, he might think this, the raft has been very helpful to me, since supported by it, making effort with my hand, feet, I got safely across to the far shore. Supposed I will do the host it on my head or load it on my shoulder, then go whenever I want. Now, bhikkhus, what do you think? By doing so, what the man will be doing, what should be done with this raft?
Nuvanevesa. Rồi Đức Phật đưa ví dụ về chiếc bè. Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông giáo pháp được dùng như cái bè để vượt qua bờ bên kia, chứ không phải để bám níu. Hãy cẩn thận lắng nghe lời ta giảng. Dạ thưa vâng. Này các tỳ khưu, giả sử có một người lữ hành thấy một vùng nước rộng trên đường đi. Người này nhận ra rằng bờ bên này lụt lội, không an toàn và đầy hiểm nguy, còn bờ bên kia thì an toàn và không hiểm nguy, nhưng chẳng tìm thấy cái bè hay cây cầu nào bắc ngang để sang đến bờ bên kia. Người này nghĩ rằng nước lũ tràn ngập khắp nơi, bờ bên này lụt lội, nguy hiểm và không an toàn, còn bờ bên kia thì an toàn, chẳng có nguy hiểm. Nhưng ta chẳng tìm thấy cái bè hay cây cầu nào bắc ngang để đến bên bờ bên kia. Ta có thể nhặt cỏ, gỗ, nhánh cây, lá cây và buộc chúng lại với nhau để làm bè. Nương vào chiếc bè này với sức lực của đôi bàn tay và đôi bàn chân, ta sẽ chèo và vượt sang bờ bên kia an toàn. Rồi người này nhặt cỏ, gỗ, nhánh cây, lá cây và buộc chúng lại với nhau để làm bè. Nương vào chiếc bè và với sức lực của đôi tay và đôi chân, người này vượt sang bờ bên kia an toàn. Đến bờ bên kia an toàn, người này nghĩ rằng chiếc bè này giúp ta rất nhiều. Nhờ chiếc bè này, ta ra sức chèo bằng đôi tay và đôi chân và đến bến bờ an toàn. Vậy ta nên đội chiếc bè này trên đầu hay vác trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn? Các ông nghĩ sao? Người này có nên làm như thế với chiếc bè chăng? Dạ, thưa không. By doing what the man be doing, what should be done with this raft? Yeah, because when the man got across and had the arrived in the far shore, he might think the raft had been very helpful to me. Since I supported by it, making effort with my feet, I got safely across the far shore. Suppose he were to haul it into the dry land, set it trapped in the water, then go whenever he want. Now, Bhikkhu, it is that by so doing, that man will be doing what should he done for the raft. So, I have to show you how the Dhamma is similar to a raft. For the purpose of the river, not for the purpose of the grasping. Because when you know the Dhamma to the similar to the raft, you should abandon even the good state. How much more so best states. Người này cần làm như thế nào với chiếc bè đến bờ bên kia an toàn? Người này có thể nghĩ rằng chiếc bè này giúp ta rất nhiều. Nhờ chiếc bè này, ta ra sức chèo bằng đôi tay và đôi chân và đến bến bờ an toàn. Vậy ta nên đặt chiếc bè này trên bờ hay đậu nơi bãi nước và đi đến nơi nào ta muốn? Này các tỳ khưu, người này cần làm như thế với chiếc bè. Giáo pháp ví như chiếc bè dùng để vượt qua bờ bên kia, chứ không phải để bám níu. Này các tỳ khưu, khi hiểu giáo pháp như chiếc bè, các ông cần buông bỏ các thiện pháp, đừng nói gì đến bất thiện pháp. This is the Buddha teaching Sura Soda Lakadvama Soda. Sura Soda show that the Isama like a cook. Right? If you are not very skillful, how to observe the other people like it, even though you are a cook. Spending a lot of time, you may not get the benefit, right? You may not get the benefits.
In the same way, when the yogis, even though spend a lot of time for many years, do not know how to pick up this, your own mind, how to pick up the sign of the, your own mind, do not know how to observe the meditation object, right? So even though practice for many years, will not be peaceful, cannot be abandoned the kilesa. When our bhikkhu cannot be abandoned the kilesas, right? So that's why the Buddha is saying, so if you would like to have the benefit, you have to be very skillful yogi, right? You know how to practice, you have to know how to practice, you know the meditation technique very clearly, right? Meditation technique very clearly. So that's why. So even the Ubride shopping at that time, you can see great benefit, right? You can see great benefit. Of course, when Ubride is long, you will see the benefits, right? So the other door is that if you do not understand, sometimes miss the guide, miss the represented, miss the interpreted. Buddha teachings, not there according to the Buddha teaching, you understand. Even the more harmful, more dangerous, right? More harmful, more dangerous. The Buddha gave the example, the man who like to cross the river, he used a raft, making with the right, branches, other leaves. When he arrived there, he doesn't need to attach it, or because of this one, I can cross the river very thanks, or I am to keep it, I am to carry it. No, the Buddha said, leave it. So he had to go whenever he want to go. In the same way, you apply the same dharma to overcome the suffering. So when you even know the dharma, even the don't touch to that, this is the good dharma. Of course, so bad dharma, even there, so you have to, no need to say, right? Abandon. Even the good, wholesome quality of your mind, a peaceful mind means that the peaceful mind, happy mind, wholesome quality of the mind, even the don't attach dharma, or I make a lot of improvement, or because of the Buddhism, I improve a lot, I change my life a lot. So when you attach the dharma, sometimes on the other hand, you are trying to bother other people. You trying to thanks or Buddha, Dhamma, Sangha, the bhikkhus, the nuns, the monasteries, organizers, meditation teachers, organizers, donors, translators, Buddha teachings, or because of this Dhamma, I improve a lot, my life changed. So when you have the attachment, because of your environment, sometimes that you are also trying to bother others, so you are not really peaceful. That's why the Buddha is saying, use his teachings like the raft, his dharma, use his dharma to overcome your suffering. Don't attach to the anything. If you overcome the suffering, no need to thank through the dharma. All your journey is finished, right? So if you understand that correctly, the Buddha teaching will be very useful, right? So how long you have to practice in order to gain this kind of benefits, I will give that talk tomorrow. That's all for tonight's Dhamma talk. Như vậy thì trong kinh này Đức Phật cũng đã dạy giống như trong kinh về người đầu bếp. Nếu như mà khéo léo, tức là khi mà người đầu bếp mặc dù mất nhiều thời gian để nấu ăn, thế nhưng mà không khéo léo cho nên là không có được lợi ích, cũng tương tự như vậy. Và đối với thiền sinh thì mặc dù hành thiền lâu năm, thế nhưng mà không biết rõ tâm mình, không biết cách quan sát các đối tượng, cho nên thực hành nhiều năm mà vẫn không thấy an vui, không diệt trừ được phiền não. Chính vì vậy cho nên là khi hành thiền thì thiền sinh phải biết cách
phải thực hành khéo léo, phải biết cách thực hành, biết rõ cái kỹ thuật. Khi mà biết rõ, nắm rõ cái cách thức thực hành như vậy thì là dù thực hành trong thời gian ngắn mà cũng có được lợi ích lớn. Và nếu mà thiền sinh không hiểu rõ thì là nhiều khi thậm chí là diễn giải sai lời Phật, nói sai lời Phật, và như vậy thì có hại hơn, nguy hiểm hơn. Thì Đức Phật đã đưa ra cái ví dụ như chiếc bè, khi mà mình dùng được chiếc bè này để sang bờ rồi, sang bờ bên kia rồi, nhưng mà khi mà sang bờ bên kia rồi thì cũng bỏ chiếc bè ở đó, mà để mà mình đi bất kỳ nơi nào mình muốn, chứ không có nó dính mắc, không phải giữ khiêng nó trên vai. Thì là khi mà hành thiền thì là chúng ta thực hành để mà diệt trừ đau khổ. Thế thì là ngay cả những cái thiện pháp thì chúng ta cũng không dính mắc, đừng nói gì đến các cái pháp bất thiện. Những cái pháp bất thiện thì đã không cần phải nói đến. Như vậy thì là phải bỏ các cái tâm xấu độc. Thế thì là rồi là mình thực hành, nhưng mà nhiều khi mình lại dính mắc với những cái pháp, tức là mình thực hành, mình tiến bộ, mình thấy được lợi ích, rồi mình thấy mình đã thay đổi được nhiều, rồi mình muốn cảm ơn, biết ơn Tam Bảo, mình muốn cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn Thầy, cảm ơn Thiền Viện, hay là các cái người phục vụ, cảm ơn Pháp. Nhiều khi là mình làm phiền người ta. Cho nên là Đức Phật mới đưa ra cái ví dụ chiếc bè để mình sử dụng pháp như chiếc bè, chứ không phải để dính mắc. Nếu mà mình hiểu được cái lời Phật dạy một cách rõ ràng thì nó sẽ rất có ích lợi. Nên là ngày mai Ngài sẽ tiếp tục giảng để làm thế nào để có được những cái lợi ích như vậy. Ngài kết thúc.